Hello tất cả mọi người, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em sẽ giới thiệu cho mọi người một món ăn mà coi như là 22 năm tuổi đầu trong đời lần đầu tiên em biết tới món này luôn đó nha. Đó là chè heo quay. Không biết là có ai biết tới chè heo quay không, chứ thật sự là em ở miền Trung cũng nhiều tỉnh rồi mà lần đầu tiên em biết chè heo quay luôn. Ok, thì bây giờ mình cùng thưởng thức cái ly chè heo quay này. Hồi nãy là cái giá của chè heo quay á thì là 15.000 một ly là 4 viên, nhưng mà em đã trả giá là 35.000 là 10 viên. Để mà ăn cho đã luôn, tại em rất là thích cái món này luôn. Thực ra thì cái món này á là chỉ có duy nhất ở một cái khu vực, là ở ngay chỗ mà đường Đinh Tiên Hoàng với đường Trần Hưng Đạo ở thành phố Huế là mới có nha. Chỗ đó là có rất là nhiều quán chè, nhưng mà có đặc biệt ở trong nhà mỗi cái quán chè đó là chè heo quay. Thì đây, này là em bỏ trong đậu phộng nha, chứ trong quán nó không có. cái ly và chính thức trong quán là không có đậu phộng rang, chỉ có cái viên chè heo quay như thế này thôi. Thì nếu mà ai mà từng đến Huế rồi thì sẽ nghe là ở Huế là có một cái món chè gọi là thịt heo mà bọc ở trong bột lọc đó, đúng không, là bột lọc mà bọc thịt heo á, nhưng mà thực ra thịt heo ở trong đó là thịt heo quay, mà tùy vào cái gia vị, tức nghĩa là tùy vào người ta quay, người ta ướp cái con heo nó mặn hay ngọt hay là lạt hay là như thế nào đó mà sẽ tạo ra cái hương vị của cái viên chè này như vậy. Thì để xem coi, bây giờ em sẽ ăn thử. Hồi nãy em ăn rồi một viên. Vậy còn giờ trong ly này còn 9 viên, nhưng mà hồi nãy lúc người ta múc em không có đếm thử kỹ là có đủ 10 viên hay không nữa. Giờ mình nó dai dai, cái bột lọc ở ngoài nha, là nó dai nè. Nhìn nó giống như cái gì đó, nhìn nó như hột nhãn đúng không, nhìn nó như cái quả nhãn á. Thì nó to hơn cái một cái cục chè như vậy, là nó to hơn quả nhãn xíu, nhưng mà nó nhỏ hơn cái cục chè trôi nước. Mà nhắc tới chè trôi nước là ngán chết luôn rồi. Để bữa nào em ăn chè trôi nước em review lại cho ăn ngán tới tận cổ họng. Ai mà tới Huế thì nhớ ăn món chè heo quay này nha. Vậy là hiện tại em đang ở Huế. Ok, nói chung là lâu rồi là không có làm video về ăn uống để đăng lên YouTube cho mọi người xem. Thì hôm nay sẽ mở đầu lại một hành trình mới trên YouTube về cái món tất cả những cái đặc sản vùng miền, tại vì em đang trong thời gian đi du lịch mà. Ok, là nói không ăn nãy giờ chưa hết được cục chè nữa. Ở cái chỗ này á, hiện tại là nó làm là heo quay rất là ngon, nó làm heo quay mặn mặn mặn. Còn cái nước chè á, cái nước chè ngoài đây nè, cái nước chè là nó ngọt ngọt, mà không biết là nó bỏ đường phèn hay là bỏ cái thứ gì vô trong đó. Nếu mà chỗ nào mà nấu kiểu hơi ngon ngon thì sẽ bỏ thêm xíu gừng nữa ha, cho thơm thơm. Ở bên trong cái cục nè, để em cắn là thử phần nở giữa cho mọi người ta ha. Đây, đó, lòi ra cục heo quay nè, thấy không? Cục heo quay màu đen 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 đây nè. Đó, là người ta sẽ sắc cái miếng thịt heo quay ra thành nhiều miếng nhỏ nhỏ, xong rồi người ta bọc cái bột lọc ở ngoài, xong rồi sau đó người ta nấu lên mà người ta sẽ bỏ những cái cục đó vô trong cái nước chè. Cái nước chè này thì nó giống như cái nước gì ta, cái hương vị cái nước chè nó giống như cái nước sâm bổ lượng. Nếu mà ai ăn sâm bổ lượng rồi thì sẽ biết cái nước sâm bổ lượng này, nó cũng có thể bỏ cái viên chè heo quay này vào cái nước sâm bổ lượng nó cũng ra được đó. Ok, thật sự là quá ngon luôn. Em ăn một lần duy nhất trong đời là em thèm luôn tới bây giờ. Nó chỉ có ở khu vực mà gần chỗ Kinh Thành thôi nha. Còn cái khu vực ở ngoài của Huế, ví dụ như đi xuống dưới mấy cái ngoại thành của Huế là không có. Nó chỉ có duy nhất trên con đường Trần Hưng Đạo này thôi. Ngon quá, ngon quá. Để từ cứ từ ăn. Hiện tại bây giờ là đang là, nói chung là cũng nửa đêm rồi, 11 giờ khuya rồi. Mấy quán chè ở đây nó bán khuya lắm, cho nên là em quay cái video này hiện tại là ở ngoài đường không có ồn ào lắm, cho nên là
nói chuyện là dễ bị nghe vô trong cái video này lắm. Nhai quá, nhai nếu mà ai mà răng yếu là nhai dễ bị gãy răng lắm. không gãy răng, chỉ là mỏi miệng một xíu thôi. Tôi để cái cam ở ngay đây nha. Chè Hawaii thì nghe á, có người nói với em á, cái anh bồ của em á đi chung á, hiển á, những cái món chè Hawaii là bỏ cái cục heo quay vào trong cái nước chè ăn với vừa mặn mặn ngọt ngọt, ăn rất là khó ăn, là không thích cái món đó, hiểu không? Mà không sao, mình thích thì mình ăn thôi. Ừ, nữa là nói chung là nói về đặc sản của Huế nha, thì có rất là nhiều đặc sản, ví dụ như là bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc, hay là bánh canh cá lóc, hay là ngoài ra nó còn có món bánh ướt heo quay nữa. Đúng rồi, bánh ướt heo quay cũng là một cái món mà cũng ít có cái vùng nào có, nhưng mà thực ra bánh ướt heo quay thì ở ngoài, ở dưới Lăng Cô, đồ dưới Sứ Trùi, ở dưới Phú Lộc rồi vẫn có, nhưng mà ở cái chè heo quay này chỉ có duy nhất ở Cung Đình nữa thôi. Còn mấy cái bánh mà bánh bèo, bánh nậm, bánh bột lọc đồ này kia thì mấy cái tỉnh khác là có đầy rồi. Đà Nẵng nè, ở Quy Nhơn, Bình Định là có là luôn nè. Nói chung là mấy tỉnh miền Trung là có hết, chỉ có món này là không có thôi. Cho nên là, nhưng mà có tới Huế là chắc chắn phải ăn món này, nếu không sẽ hối tiếc cả đời, bởi vì nó rất là ngon. Ok. Nãy giờ ăn mấy cục rồi cũng nhớ nữa. quên đếm rồi. Có một cái đặc điểm mà em thấy ở miền Nam và miền Trung nó khác nhau về mặt chè là như thế này. Miền Nam thì người ta ăn bán chè là người ta hay có đậu phộng rang á. Còn ở miền Trung á, nó không có đậu phộng rang, nó chỉ có dừa khô á. Dừa khô mà khô queo vậy đó. mắc nghẹn rồi. Cứ bình tĩnh, ăn cái chè này á là không được vội, phải bình tĩnh từ từ. Lại. Ơi, cay mắt quá, mồ hôi chảy ra, cay mắt quá, giờ phải nghiên cứu lại để mà vài bữa nữa mà em mà là, ví dụ như mà là, biết đâu có duyên nào với một anh nào ở Huế, xong rồi cái lấy chồng Huế, xong cái đi vô cung đình, đi vô gần kinh thành, đi học làm cái món chè heo quay này cũng được. Cắn vô thì nó dai, cắn vô trong tới cục heo quay thì nó mềm của heo quay. Dĩ nhiên là độ giòn thì dĩ nhiên là không còn độ giòn nữa, nhưng mà nghe cái vị mặn của heo quay với cái vị mà nhạt của bột lọc với cái nước chè ngọt ngọt rồi ăn nó đã. Không dám ăn, sợ hết. Thật ra là ra Huế cũng mấy ngày rồi, nhưng mà chắc cũng nhiều ngày rồi mới ăn lại món này. Cả tuần rồi mới ăn lại. Bây giờ
em ăn hết cái dưa chè này là kết thúc chương trình nha bà con. Bà con nhớ chưa? Đường Đinh Tiên Hoàng nha, đường Đinh Tiên Hoàng mà cái hướng mà một chiều, đường Đinh Tiên Hoàng là đường một chiều. Cái hướng mà gần cầu Phú Xuân á. Gần cầu Phú Xuân với đường Trần Hưng Đạo. Không. Cái khu mà chỗ mà trượt patin nhiều nhiều á. Rồi. Tới đó là nguyên một xóm chè. 4 5 6 7 8 9 10 ri đầm dạ xì các quán chè. Ê, ăn gần hết rồi. Còn có mấy cục mà ráng quất luôn. Thực ra cái cục này nó cũng to, cho nên là một lần ăn á thì mọi người ăn một cục thôi. Đừng có tham ăn mà một lần bỏ hai cục vô miệng rồi bị nghẹn đó nha. Ngon quá. Ngon quá. Mười lăm ngàn bốn viên. Chứ không mà bán không có lời. Có ai thắc mắc là tại sao thời gian qua em không làm YouTube không? Rồi bớt thắc mắc lại đi, thì tại người ta bận công việc, người ta thì ta không làm thôi, có gì đâu thắc mắc. Ok. Thôi. Thời tiết ở Huế hiện tại bây giờ thì nó cũng không có lạnh lắm. Nó cũng hơi hầm, nói chung là sắp qua mùa hè đó. Nóng nóng mà ra ăn chè đã. Đây là một cục cuối cùng. Đây là một cục chè quay cuối cùng trong cái ly này. Bây giờ mình để dành nó, mình húp hết nước xong rồi mình mới ăn nó. Em sẽ nhắc lại là cái ly chè heo quay cơ bản của cái khu này bán là không có cái đậu phộng rang này nha. Tại em đem theo hộp đậu phộng rang nên em mới bỏ thêm đậu phộng rang vô thôi. Chứ là nó chỉ có viên chè và nước thôi, nó không có mấy cái hộp ở trong ly như thế này đâu. Hớp hết nước. Ngon quá. Ngon. Nhưng tại bây giờ quán sắp đóng cửa rồi, tranh thủ đi ăn thôi về. Thời gian bữa nay mình ăn chè có người bao luôn ta. Có người nó bao mình ăn chè. Ê, mấy bạn ơi, có người nói bao mình ăn chè mà bỏ quên ví tiền nhà. Vui, vui. Hồi bắt nó lại ở lại rửa ly, hồi bắt nó ở lại rửa ly. Được mấy bạn. Xin phép trở giờ xíu. Đây là viên chè cuối cùng, nãy bỏ vô miệng mà quên giới thiệu. Ok, vậy là hết ly chè rồi đó nha. Xin xíu nữa coi lại video, nếu mà nói chuyện nhanh quá hoặc là bị tiếng ồn quá thì giờ sẽ việc sắp vô, sẽ việc sắp vô phụ đề vô luôn đó. Nhưng mà rất tiếc là không biết nữa, nói chung là phụ đề nó cũng hơi tốn thời gian, nhưng mà phải phụ đề để cho mọi người hiểu được cái nội dung của video chứ. No quá. No quá rồi.
Và kết thúc video là em đã ăn xong ly chè heo quay này. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video và nhớ đón xem video tiếp theo của em vào lần tới nha. Nhưng mà em không biết là em sẽ giới thiệu cái món gì khác đây. Có thể là một món gì đó ở Huế nữa. Mọi người nhớ đón xem nha. Xin chào và hẹn gặp lại.